Đài truyền hình nhà nước Triều Tiên đã công bố một số hình ảnh về vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM mới nhất của nước này, Hwasong 18. Cuộc thử nghiệm được tiến hành hôm thứ Tư 12 tháng 7 cho thấy vũ khí này là cốt lõi của lực lượng tấn công hạt nhân và là lời cảnh báo đối với đối thủ. Đoạn video cho thấy Hwasong 18 được phóng từ một hộp gắn trên một phương tiện di động được gọi là bệ phóng vận chuyển lắp dựng, được thiết kế để cho phép tên lửa được bắn từ những vị trí không thể đoán trước. Vụ phóng của Triều Tiên đã bị Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ lên án. Hwasong 18 được phóng thử nghiệm lần đầu tiên vào tháng 4. Đây là tên lửa ICBM đầu tiên của Triều Tiên sử dụng nhiên liệu đẩy rắn, có thể cho phép triển khai tên lửa rất nhanh.